1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cả bên em có lên cho toàn thể các bác đó là một combo của bộ karaoke. Và ngày hôm nay thì bên cả bên em có sử dụng đó là một đôi loa, đúng không ạ? Đây là một đôi loa hai bên đang đặt bên em. Đây là đôi loa của thương hiệu hàng chính hãng của JD thôi nhé. Còn lại là PA12+. Và đây đó là một thiết bị, đó là một cụ để ba kênh này, một chiếc quản lý nguồn và một chiếc vang số JDK10. Và trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng đã quảng cáo rất là nhiều với dòng sản phẩm này rồi. Và ngày hôm nay thì mục đích chủ yếu ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ review cho toàn thể các bác về cái chất lượng của dòng sản phẩm loa JD PA12+ này, xem nó chất đến như thế nào và nó chất ra làm sao thì bên cửa hàng bên em sẽ thử cho toàn thể các bác là qua một đoạn hát, ông hát review các bác nhé, hát review để trực tiếp thực tế trên chiếc loa này và bên em sẽ giới thiệu sản phẩm chi tiết của dòng sản phẩm loa này để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được. Và ngày hôm nay với cái chiếc một đôi loa JDPA12+ này và có một cái giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay và một cái giá rất là yêu thương mà ai cũng có thể sử dụng được với dòng sản phẩm của JD. Và JD thì nó sẽ mang lại cho chúng ta đó là một nguồn cảm hứng của bộ karaoke với một chất lượng sản phẩm hoàn hảo với một đôi loa bass 30. Và ngay sau đây không phải để cho toàn thể các bác phải chờ đợi lâu nữa thì bên cửa hàng bên em sẽ test thử cho toàn thể các bác cùng nghe các bác nhá. Ok các bác. Ngày ơi bên bờ sông Lam, anh nghe câu hò thì thầm, để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền, một người đưa khách sang sông, người ơi sao mà sâu lặng, câu thương câu đợi câu chờ. Đây em trở về bên dòng sông Lam, con đò vẫn biết dòng sông có đò, câu hò quê biển mộng mạc mà thương. Ngày xưa anh đi mang hấp đẹp đưa câu hỏi rằng cho anh đầy mơ ước. Đây nhá, em sẽ rút loa ra cho tất cả các bác xem này. Đây nhá. Đấy, đó là thực tiễn là bên cả bên em cũng đang sử dụng chạy đó là một đôi loa như thế này và bên cả bên em cũng đã rút ra rồi. Và với dòng sản phẩm loa này thì là cái chỉ tiêu chống hú của đôi loa nó rất là cao cấp và ngay sau đây em cùng các bác sẽ đi soi cho toàn thể các bác và quay camera lại gần để cho toàn thể các bác cùng thấy với cái chất lượng sản phẩm của đôi loa JD Bass 30 hàng chính hãng, nó chất lượng như thế nào các bác nhá. Thì điều đầu tiên thì các bác nhìn nhìn vào cái phần mặt lưới của loa hàng chính hãng và phía đằng trước thì cho chúng ta đó là một cái tem logo ạ, một cái tem sản phẩm hàng nhập khẩu hàng chính hãng các bác nhá. Với dòng sản phẩm loa JD ấy, thì các bác thường thấy là các bác nghe đó là hàng bãi nhưng mà thực sự các bác là với những hàng mới thì nó còn quá là chất lượng. Đây tem logo đấy ạ. Và về phía bên trong thì nó là bát gân vải tẩm dầu ốp phơ lồi và tép sử dụng tép bên trong nó là tép BC các bác nhá. Đó thì về mặt sơn của dòng loa JD này, đây cho chúng ta nhìn hình thức mẫu mã thì khá là đẹp ở với trong tầm giá và cũng như là tầm chất lượng của dòng sản phẩm loa JD này. Về phía hậu của loa đây, soi cho tất cả anh em cùng quan sát cùng nhìn, đúng không ạ? Quá ok luôn với dòng sản phẩm của loa JD. Soi cho tất cả anh em nhìn đây. Đó thì với dòng sản phẩm chất lượng loa JD này thì bên cửa hàng bên em cũng nói luôn về cái giá thì hiện tại là bên cửa hàng bên em
đang bán với giá là 17.500.000 các bác nhá. 17.500.000 một đôi loa JD Bass 30 PA 12 cộng, và hiện tại là bên cửa hàng bên em có sử dụng với đồng bộ chính hãng, đó là thiết bị đó là đẩy này, đẩy của JD, đẩy 3 kênh các bác nhá. Và một chiếc quản lý nguồn này, một chiếc vang số JDK 10 này. Con này thì cực thực sự là hay, và bên cả bên em cũng đã review cho toàn thể các bác cùng xem và cùng nghe rồi. Trong cái video ngày hôm nay thì chủ yếu là mục đích bên cả bên em quảng cáo đó là đôi loa JDK PA 12 cộng. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.